Em chào các bác nha. Thì hôm nay lên cái nồi áp suất là 5,5 lít, giá sale cho các bác là 1 triệu đồng. Em bán thì cái giá dễ mua lắm các bác. Quan hỷ đừng mặc cả, giá công khai. Bảo hành 3 tháng, mua thì cọc cho em 100, chuyển đủ em bao ship. Em test cho các bác là kính hơi nè, cột áp suất nó trổ lên, chứng tỏ đang khóa áp suất nè. Thì nồi đang xả là cái cơ chế hoạt động bình thường của cái nồi. Còn một số bác mua về bảo là nó xả vậy là nồi bị xì rồi, hư rồi, có những bác không biết xài ta nói vậy đó. Rồi em mới giải thích là như thế này: nếu mà nó không cho hơi lên vậy nó cứ trộn dộn đây rồi nổ đùng rồi chết luôn rồi sao đó. Thì em cũng hướng dẫn rất là tận tình, còn những bác mà không biết thì mình cứ lắng nghe. Thì hàng em test ok ngon lành em mới dám bán, vì cái chất lượng là cái uy tín đó, cho nên là em quan trọng lắm, các bác yên tâm cái vấn đề này. Thì hết một vòng các bác xem nè, đó em bán em giải thích rất là cặn kẽ. Thì mình nói chung là mình không biết không gành thì mình cứ lắng nghe, có một số bác là không chịu nghe luôn, làm như là không tin tưởng người nào luôn, cái ý là mình nói sao là nó vậy đó. Một số bác em giải thích cũng không chịu nghe nữa. Thì đây là một cái mẫu 5,5 lít, các bác hầm được gà 2 kg ngoài luôn nè, giò heo cháo đầy đủ, gia đình 7-8 người thì mua cái nồi này. Thì em đang nấu từ nè, thì nhắc lại là giá em bán 1 triệu đồng, mua thì cọc cho em 100, còn 900 và tiền ship. Cọc là các bác trả tiền ship, chuyển khoản đủ 100% giá trị đơn hàng, mặt hàng các bác mua em bao ship, bảo hành 1-3 tháng. Cái đầu cơ đó nó đang tự động ra hơi chỗ này nè, giờ mình muốn mà lấy cái nắp ra liền là mình phải xả vậy nè, đó đó các bác thấy không, mà nó mạnh nè đó. Giờ khóa lại cho em, cái xả quá nó sụp cái này xuống nó không còn áp suất nữa. Em bán thì nói chung là rất là rành mạch, ok cho các bác hết rồi. Mình mua hàng thì cứ yên tâm nhận lại, cái gọi là cái chất lượng, mình trao đi cái niềm tin rồi nhận lại cái đất chất lượng. Cái kiểu như mà thời buổi bây giờ cũng như là mình mua bán qua mạng, kiểu như là nó phải là mua bán cái niềm tin đó, cho nên mình cũng phải là đặt cái niềm tin đúng chỗ rồi. Cảm ơn các bác nha.